Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, có diện tích là ngang 4, dài 16, được xây là một trệt, hai lầu, một sân thượng. Hẻm trước nhà là hẻm 5 mét, vị trí của nó là hẻm một sạc đường liên khu 56, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân. Thì nhà được xây dựng thiết kế theo phong cách rất là đẹp ha. Thì giá của chủ muốn thu về là 5 tỷ rưỡi, giá này là giá đã hạ sập sàn rồi quý anh chị. Khi chủ mới gửi em á thì giá của nó là 6 tỷ 2 à, tại vì giờ cuối năm chủ muốn đáo hạn ngân hàng nên bán lại với giá chỉ 5 tỷ rưỡi thôi. Nhà này là nhà hướng đông. Thì khu vực này em có hai căn ha, hai căn liền kề luôn. Thì quý anh chị mua thì muốn mua căn nào cũng được ha. Nhưng mà chỉ mua đúng một căn thôi nha quý anh chị. Chứ chủ không bán hai căn. Thì nhà thì toàn bộ nội thất là bằng gỗ ha. Rất là sang trọng luôn, nhà vệ sinh cũng thiết kế rất là đẹp. Nhà như thế này không thích thì thích căn nhà nào nữa quý anh chị? Quý anh chị nào có tầm tài chính 5-6 tỷ thì mua căn này là hợp lý á. Giá nhà khu vực Bình Hưng Hòa B này cũng khá là mắc nha quý anh chị. Nhà cấp 4 mà diện tích 44 á, thì sổ riêng thì đã bán với giá là 3 tỷ rưỡi rồi. Mà giờ mình mua lại mình xây lên một căn giống vậy nữa thì giá nó đã là 5 tỷ rưỡi rồi quý anh chị, có nghĩa là chủ bán căn này coi như là thu hồi vốn á, cũng không có lời nhiều đâu quý anh chị. Đa số những người đầu tư họ mua đất họ xây nhà lên họ bán á thì cũng tùy người thôi, có nhiều người họ xây kiểu rất là xấu quý anh chị, em nói thật luôn. Có những người họ có tâm, họ muốn xây cái nhà chắc chắn để sau này quý anh chị mua về ở luôn á, mình không cần phải sửa sang hoặc là tình trạng xuống cấp nhanh á, thì giá nó hơi cao một xíu nha quý anh chị. Thì cái đó mình cũng sẽ chấp nhận thôi, bởi vì toàn bộ nội thất vật liệu xây dựng đều là những thứ xịn hết thì giá tất nhiên nó phải cao hơn những cái chỗ khác rồi. Bây giờ em sẽ mời quý anh chị lên phía trên lầu. Ở trên thì sẽ có 4 phòng ngủ nha quý anh chị, thì giờ mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng hết. Nhà này với giá trị rất là cao nên quý anh chị an tâm về tình trạng nhà ha. Nói chung rất là kiên cố. Đây là căn phòng đầu tiên ở lầu 1. Thì nó thiết kế kiểu như phòng khách sạn quý anh chị. Thì bước vào cửa sẽ là một cái nhà vệ sinh. Chủ trang bị một cái bồn tắm đứng và cái gương để soi đó quý anh chị. Thì cái đó sẽ là có đèn cảm ứng luôn ha. Thì bốn căn phòng này đều có diện tích bằng nhau hết. Phía bên ngoài là đều có một cái ban công. Căn phòng phía sau này thì nhà vệ sinh để bên trong nha quý anh chị. Bây giờ mời quý anh chị lên trên lầu 2. Thì lầu 2 này kiểu trang trí đều giống y chang cái lầu 1 nha quý anh chị. Hai phòng ngủ đều giống nhau luôn. Ví dụ như trong cái video á, mà em quay có đoạn nào nó bị lag đó quý anh chị thì mong quý anh chị thông cảm ha. Tại vì quay trong một thời gian dài á thì máy sẽ bị nóng á, thì có nhiều đoạn nó sẽ bị kiểu giật giật á.
Quý anh chị để ý kỹ trên cái tấm gương kìa, nó có một cái nút màu xanh đó quý anh chị, đó là nút cảm ứng đèn nè. Đó, nút cảm ứng đèn đó quý anh chị. Quý anh chị bật lên thì xung quanh gương nó sẽ sáng lên nè. Cái đèn gương nó thiết kế kiểu mặt trăng á. Thì căn phòng bên ngoài ban công ở lầu 2 cũng vậy, giống căn ở dưới lầu 1 nha quý anh chị. Đều có một nhà vệ sinh ở trong phòng. Bên ngoài thì có thêm cái ban công nữa. Diện tích của mỗi phòng cũng khá rộng rãi nên chị yên tâm ha, nó không có chật chội đâu. Trên cùng sẽ là cái sân thượng và trên này có một cái phòng nhỏ nha quý anh chị. Phòng đó có thể là mình làm phòng thờ hoặc là một cái bàn để tiếp khách gì ở trên này cũng được ha. Trước sau đều là chiều khoảng trống nha quý anh chị. Hầu như tất cả những căn nhà mà có giá trị lớn á, là đều xây dựng rất là đẹp và thiết kế rất là chỉnh chu ha. Nói chung quý anh chị mua nhà ở khu vực Bình Hưng Hòa B hoặc là Vĩnh Lộc á, thật sự ra giá nó không phải là mắc đâu quý anh chị, mà đó là giá thực tế của thời điểm hiện tại thôi. Với cái thời điểm hiện tại này quý anh chị, em khuyên thật sự quý anh chị luôn, nếu mà muốn mua nhà thì mua thời điểm này ha, bởi vì qua Tết á, thì giá nhà chắc chắn sẽ tăng rồi. Tại trên kênh của em á, đa số là em sẽ quay những căn nhà giá rẻ, mà thật sự giá nó là rẻ luôn nha quý anh chị, thì đa số là bị bàn hết, nó sẽ không có sổ hồng. Mà những cái nhà giá sổ hồng á thì nó sẽ không có rẻ. Nên dù em đang những cái nhà dưới 1 tỷ á, hay trên 1 tỷ xíu đó thì nó chắc chắn là vi bằng quý anh chị. Thì lúc đó quý anh chị đừng vô hỏi em là nó có sổ không ha. Tại vì có sổ là chắc chắn phải trên 2 tỷ rồi. Thì em nhắc lại một lần nữa, thì căn nhà này á, là căn nhà chủ muốn bán để thu hồi vốn ha. Nên nó mất cái giá là 5 tỷ rưỡi. Chứ còn qua Tết thì giá nó chắc chắn hơn 6 tỷ nha quý anh chị. Lúc đó quý anh chị quay là muốn mua hỏi em căn này thì chắc chắn là không còn rồi. Nếu còn á, thì giá của nó cũng đã trên 6 tỷ. Dạ thì em cũng xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em ha. Quý anh chị nào có nhu cầu cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em, hoặc là kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin qua cho mình ha. Dạ em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.